Anh Bảo, anh Bảo ơi, anh có bị làm sao không anh Bảo? Anh Bảo, anh Bảo. Ủa, em Châu nè. Châu, anh có làm sao không vậy? Sao em lại đến đây? Ngồi xuống đi. Chú Sơn nói cho em nghe hết mọi chuyện rồi. Anh có đau lắm không? Thiệt tình, anh dặn chú Sơn rồi mà, giữ kín chuyện này không nói cho em nghe rồi mà. Anh này, chú Sơn mà không nói cho em nghe, chắc chắn là em sẽ hiểu lầm anh, nghĩ anh lo công việc vô tâm với em nữa rồi. Có nhiều chuyện anh không muốn nhắc lại, bởi vì nó là chuyện không vui. Thật sự mối quan hệ của anh với dì Thanh, với thằng Khôn chưa bao giờ tốt đẹp như mọi người nghĩ đâu. Chuyện này thì em đã biết hết rồi. Hồi nãy gặp chú Sơn, chú cũng đã nói cho em nghe. Ngay cả anh Khôi cũng đã nói em nghe rồi. Chắc là thằng Khôi nói với em anh muốn trả thù nó nên cướp em đúng không? Ừ. Anh còn nói chuyện cà ní nữa. Em có biết tại sao anh đặt tên con chó là cà ní không? Lúc nhỏ anh cảm thấy có lỗi với con chim cà ní của anh, vì lúc đó anh đang nhờ ở đậu cho nên không thể nào bảo vệ được nó. Khi anh đã có thể tự lập, có được căn nhà riêng của mình, thì lúc đó anh mới dám làm điều mình thích. Anh đặt tên con chó là cà ní. Anh muốn coi đây chính là cách anh xin lỗi con chim xấu số của anh ngày xưa. Dù gì Khôi cũng là em trai của anh, anh thương ba cho nên không muốn ba phải khó xử, cho nên lúc nào cũng nhường nhịn để giữ hòa khí. Vì vậy bấy lâu nay anh vẫn chần chừ không dám bày tỏ tình cảm với em. Nhưng tình yêu mà anh dành cho em cứ ngày càng lớn lên, anh không thể nào kìm nén tình cảm của mình thêm nữa. Hôm nay anh mới lấy hết can đảm để tỏ tình với em, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em hiểu nỗi khổ tâm của anh. Anh không cần phải ái ngại với anh Khôi. Em với anh Khôi không có gì hết. Em với anh Khôi mãi mãi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Kể từ khi gặp em, anh lúc nào cũng mong muốn để ở bên cạnh của em, mang đến hạnh phúc cho em và được cưới em làm vợ, cùng em xây dựng một gia đình thật sự của hai đứa mình. Điều mà từ khi anh ra đời anh vẫn chưa bao giờ có được. Anh yêu em, là bạn gái của anh nhé. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Không chỉ em muốn làm bạn gái của anh, mà em còn muốn làm vợ của anh nữa kìa. Em nói thiệt không? Không phải là anh đang nằm mơ chứ? Bây giờ em nghĩ là mình nên sớm công khai mối quan hệ của tụi mình đi. Em sẽ là chị dâu tương lai của anh Khôi, thì lúc đó anh Khôi sẽ không làm khó anh nữa, mà cũng không kiếm chuyện với em nữa. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Hay là em nói với bác Tiến, hôm nào hẹn bác một bữa, hai gia đình mình gặp nhau đi ăn tối nha. Ừ, em cũng nghĩ vậy đó. Anh còn đau dữ không? Hồi nãy đau, nhưng bây giờ chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc thôi. Sao mặt anh đờ ra vậy? Tại vì từ trước tới giờ chưa có cô gái nào hôn anh hết. Thiệt không đó? Thật đó, em là người yêu duy nhất của anh. Hay là bây giờ anh đưa em về nha.
Học, em tự bắt taxi về, anh đang bị thương mà. Anh nói rồi, anh không có sao. Anh muốn đưa em về, như vậy thì anh mới yên tâm được. Em nói không là không. Em sẽ tự bắt taxi về, anh đưa em về rồi tự lái xe về. Người không yên tâm là em đó, biết chưa? Hay là anh sẽ gọi xe cho em. Tôi vừa gửi anh hình ảnh của cô gái trích xuất từ camera của nhà hàng. Anh chưa hết thám tử ở văn phòng anh, truy lùng cổ cho tôi. Càng sớm càng tốt. Tiền bạc không thành vấn đề, có gì gọi liền cho tôi. Alo. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn đụng tới anh Bảo nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Em tỉnh táo lại đi, đừng có suốt ngày bị hắn lừa gạt. Bên nhà hàng vừa mới trích xuất hình ảnh camera cho anh. Anh sẽ tìm cô gái đó để chứng minh cho em thấy ông Bảo thuê người hãm hại anh. Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Tôi chỉ muốn báo cho anh biết là tôi và anh Bảo đã chính thức yêu nhau. Tôi và anh sẽ sớm kết hôn thôi. Và tôi sẽ là chị hai của anh. Cho nên mong anh từ nay về sau biết cách cư xử sao cho đúng lễ nghĩa. Và đừng có làm phiền đến tôi và anh hai của anh nữa. Chào anh. Châu. Châu. Khủng khiếp. Khôi ơi, mẹ vô nha. Mẹ. Bình tĩnh con. Mẹ. Mẹ, ông Bảo thuê một con nhỏ nào đó giả là bạn gái của con. Nó bị con ruộng bỏ, dù không con trước mặt Châu. Châu mới vừa gọi điện thoại cho con xong, nói là chính thức quen với ông Bảo rồi. Còn cảnh cáo con không được đụng tới ông Bảo nữa. Mẹ lên đây cũng để nó cho con biết chuyện này. Thằng Bảo nó mới gọi về cho ba, nói ba mẹ khi nào rảnh, nó mời ba mẹ và ông Tiến dùng cơm, để hai bên gia đình chính thức gặp gỡ nhau. Mẹ, con rất là yêu thương Châu. Nếu như mà bây giờ để cho Châu với Bảo đến với nhau á, là con mất Châu vĩnh viễn luôn đó mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ phải giúp con đi mẹ. Khôi à, con bình tĩnh đã. Hay là mẹ nói với ba, là bây giờ bà không cho Châu với Bảo yêu nhau, lấy vị trí ở công ty ra uy hiếp ổng. Nếu như mà ổng không đồng ý á, mình đuổi ra khỏi tập đoàn luôn mẹ. Bình tĩnh đi con, chuyện này không được đâu. Lúc trước mẹ thấy thằng Bảo với con Châu qua lại với nhau, mẹ cũng đã thử dò ý ba con rồi. Ba con nói là không can dự vào chuyện tình cảm của tụi con, vì cái mấu chốt quan trọng là con Châu nó quyết định chọn lựa ai. Ba con mà tác động vô lại gây thêm rắc rối, rồi làm mất lòng ông Tiến, ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai bên. Con cũng biết Minh Phát là đối tác tiềm năng của gia đình mình mà. Vậy bây giờ con phải làm sao? Con cứ bình tĩnh đi, nghe mẹ nói nè. Chuyện tình cảm muốn tan dở thì phải có tác động của người thứ ba. Trước giờ thằng Bảo nó không có bạn gái, con làm chung công ty với nó. Con có biết nó có tình cảm với đứa nào trong đó không? Chuyện tình công sở rất là dễ xảy ra mà. Chuyện này thì con không có biết. Với lại ông Bảo là một người xảo quyệt, nếu như mà có, ông cũng giấu rất là kín đáo. Chẳng phải thằng Vũ trợ lý của nó đang làm việc cho con hay sao? Con cứ thử hỏi nó đi. Nó đi theo thằng Bảo bao nhiêu lâu nay, chắc chắn là nó phải biết chuyện riêng của thằng Bảo mà. Nhưng mà cái tên Vũ cũng rất là khó lường. Nó đang làm việc cho con, nhưng mà không biết được nó có còn trung thành với Bảo hay không nữa. Thì con cứ thử nó đi. Thử bằng cách nào? Có phải trước khi ông Hiệp nghỉ việc, có một dự án biệt thự gian sông do nhân viên văn phòng con trình lên, được đánh giá rất cao đúng không? Nhưng sau đó ông Hiệp ổng phân tích rồi bác bỏ, vì diện tích xây dựng dự án đó lấn sông, rất dễ bị án phạt. Bây giờ con cứ kêu nhân viên đó gửi bản dự án đó cho thằng Vũ. Nếu như nó muốn hại con thì nó sẽ kêu con ký duyệt dự án đó, trình lên ban giám đốc để triển khai. Được, con làm.